Bạn nha, video này mình sẽ hướng dẫn bạn tham gia một chương trình AirDrop nhận token ROT swap nha bạn. Đây là một chương trình AirDrop random và tất cả một phần thưởng là 100 triệu token ROT swap nha bạn. Và các bạn sẽ lọt vào may mắn được lọt vào chính sách wallet Tulip, các bạn mua token giá phi sale nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mình mở đường phong các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên bạn follow tờ Twitter nè. Tiếp tục thì các bạn join vào kênh Telegram group và kênh seller các bạn. Tiếp tục thì bạn retweet lên bài viết nữa nè các bạn. Thì trên tờ Twitter thì bạn theo dõi các bạn, rồi tiếp tục bạn theo dõi xong thì bạn like nè. Thì chương trình AirDrop này nó sẽ end vào ngày 20 tháng 5 và nó sẽ phân phối trong vòng 30 ngày các bạn. Thì tổng giải thưởng là 100 triệu token nè, dành cho 5.000 user nữa các bạn. Và tham gia chương trình wallet để các bạn mua token VSL nữa các bạn. Bạn trích dẫn như tờ tweet nè. Còn thì chủ yếu thì làm AirDrop chủ yếu thì mình tham gia những dự án được lọt vào danh sách trắng để mua token giá VSL thôi các bạn. Chứ AirDrop thì mình cũng không có hy vọng bao nhiêu quá. Và các bạn tan 5 người bạn của mình vào các bạn. Hoặc là các bạn bình luận một cái câu bất gì kỳ gì đó đi, khen dự án nó tốt gì đi các bạn. Rồi các bạn tự quyết lên các bạn. Sau khi tự quyết lại xong thì các bạn bắt đắp lên các bạn. Bắt đắp lại cái link phong này nè. Rồi các bạn mở link phong lại nè các bạn. Thì dòng đầu tiên các bạn điền địa chỉ username Telegram các bạn đang xôn xào các bạn. Thì các bạn vào ba chữ vạch vào setting copy username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Những thế này thì ai cũng biết rồi, mình không có hướng dẫn làm gì các bạn. Quá dễ luôn. Tiếp tục thì các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn nè các bạn. Thì các bạn vào mà tại Twitter các bạn ra thì các bạn sẽ thấy được username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. À cộng winvn. Tiếp tục thì bạn gửi lên một link retweet nè. Thì các bạn mở tại Twitter của tất cả các bạn ra lại nha các bạn. Máy mình quá khá là lọc chậm luôn các bạn. Trên Twitter thì các bạn nhấp vào ba cái bên cùng nữa các bạn. Quá trời lọc chậm. Thì các bạn mở Twitter các bạn ra nhấp vào ba cái bên cùng, các bạn nhấp vào một hồ sơ thì các bạn qua cái bài tweet này bạn, các bạn chia sẻ là cái bài dự án đó nè các bạn. Rồi tất cả các bạn sao chép vào liên kết như thế các bạn. Các bạn sorry các bạn. Máy mình khá là lọc chậm luôn các bạn. Làm cái video khác là mệt mỏi luôn. Tiếp tục thì bạn gửi link thì quýt ở đây nè bạn. Tại vì mình join vào những Telegram này nọ rồi những tài liệu mình chứa quá trời nhiều nè, nặng máy các bạn. Rồi tiếp tục thì bạn gửi địa chỉ Bet20 BNB nha tất cả các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ chocolate của mình ra nha tất cả các bạn. Rồi trên YouTube thì các bạn tìm địa chỉ với BNB Smart Chain Bet20 các bạn. Các bạn sao chép địa chỉ với lại nè các bạn. Sau khi sao chép địa chỉ xong thì các bạn bắt đập được link phong này nè các bạn. Các bạn dán vào đây nha tất cả các bạn. Rồi tất cả các bạn bấm gỡ là xong nha tất cả các bạn. Các bạn kiểm tra lại một lần nữa. Đúng rồi. Ok, vậy mà đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận token Wood Swap đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.